giấy thì sẽ chi hết dặn. Vô là ngay Kim Phát nha. Đó. Túi có 10 đồng bạc. Gieo không? 110. 110. Đây 110. Đó, khoảng 60. Đó, ngay đây nha. Đó, cặp dài dài đây cũng có nè. Đó, đằng danh đây thì cũng có. Quẹo vô đường đó, đó cũng có luôn. Hả? Ừ. Rồi, xong nha. Để tao xuống đây tao mua cá cho ăn chung. Rồi. Ừ. Hai ổng. À. À, rồi. Chào bạn nha. Rồi à, mình à, các bạn muốn phá thì qua bên video bên kia nha. Đó. Thì sẵn đi bên đó mua á, quẹo đây mua mì Phượng mà. Rồi, chào các mọi người.